Về tới nhà rồi, đã quá, đi ngủ má ơi. Buồn ngủ quá má ơi, đi ngủ má ơi. Nãy sợ ồn á, đang dưới này ngủ ồn. Sợ nấu ăn nó đồ ồn á. Lên lầu ngủ cho nó yên. Má đo tăng xong uống thuốc đi. Khỏi đo tăng xong. Sao uống vậy? thuốc rồi, đi lên lầu Uống ngủ. thuốc rồi hả? Ừ. Rồi đi. Lên lầu đi, con đem mền lên lầu ngủ, con má ngủ chính giường á. Thôi em đi ngủ nha chị Khanh, em đi ngủ nha. Quang đi shopping rồi, em đi ngủ nha chị Khanh. Không, bye bye chị Khanh. Bye bye, good night. Bye. Ai đông quá nó thọ. Ai đông quá nó thọ. Rửa bác sĩ với tao chứ. Có nha, chị mở máy lạnh hết á. Lạnh rồi. Có. Mở thêm không? Thôi được rồi. Mới ngủ dậy. Các bạn ơi. Má, đi xuống má. Má ra đây nằm luôn. Ngủ nguyên một chất đã luôn đúng không má? Ngủ một lèo luôn, đâu có dậy đâu hả má? Ngủ từ không biết mấy giờ luôn, gần bây giờ 4 giờ kém rồi. Ngủ dậy quên dậy đọc kinh luôn. Thường thường 3 giờ dậy đọc kinh đúng không? Giờ ngủ quên đọc kinh luôn. Quang đang coi tin tức dưới á. Quang đi tập shopping về đó hả? Rớt ngồi chị gặp không uống thuốc luôn, quên luôn, quên luôn. Chị Khanh dở hơn má nữa, má còn nhớ uống thuốc, chị Khanh không uống thuốc luôn. Trời đất ơi, còn nguyên là má. Ừ. Sáng giờ luôn á. Ừ. Cu má tới má. Má đo huyết áp giùm cho ông Quang, ổng đòi đo huyết áp kìa. Đo tay nào? Tay này cũng được. Thường thường nó đo tay huyết áp tay nào mi? Trái. Tay trái. Gần tim. Gần tim bên đây. Đó nè. Gần tim là bên trái chứ này bên phải. Trời ơi. Đúng không má? Đó, má rành lắm á. Để má đo cho anh. Rồi, bấm sao? Ngồi im chưa? Phải ngồi sao má? Chẳng nhột. Trời ơi, đang cho huyết áp mà cười. Đo áp đâu có được. Trời ơi, lắc coi chừng áp cũng lên 800 mấy bà luôn. Quá làm nhột quá má. Má coi coi được không má? Coi ổng nhiêu. Tốt quá trời ha. Nhiêu? 103. Gì vậy? Sao? Nhiều má. Má cười đã. Em biết là ôm cái nhọt rồi. Nhọt. Nhiều má. 129, 79. Nhiều nữa. 83. Ôi, tốt quá. Tốt quá. Rồi má đo chưa? Thôi, tối má mới đo. À, tối má mới đo. Tối má mới đo. Má đang ngồi cục phinh. Mà mở phim gì đó anh, gì Thành Long á, võ, đánh võ mà hài hài á cho má coi. Thành Long á. Mày cũng ngon lại. Bà chủ về, bà chủ về. Biết sao đi không? Giờ ở gì vậy?
đi ra ngoài về vườn cây á, ngoài ở đây nè, nãy rủ đi tụi đi. Trời ơi. Ngoài hái trái cây đó. Hái trái cây hả? Nhà cái bà kia nè chị hàng xóm. Quên gỡ cái mặt ra. Trời xạo. Đi rồi, mua. Em mày dám lên đây hái. Đó, em mới đi hái về chị. Có ai đói? Sao? Nãy con lên con thấy bà ngoại làm sao? Bà ngoại ngủ. Bà ngoại ngáy. Con với má đang ngủ nó lên đó má. Con vô kiếm bà ngoại ngủ ngáy. Chủ nhà gì để khách đói bụng quá vậy? Con lên lên thấy ai cũng ngủ hết trơn. Cái con nghe cá cái xin thôi ai cũng ngủ nó mình đi đi để nhà mình nói chuyện ngoại giật mình. Thế là đi ra đường ngồi nói chuyện. Ừ. Sao giữa bụng anh luộc gì anh có cái quả não ngược vậy? Con ơi! Cái này làm sao? Đang coi phim hay quá trời nè. Một cái đứa thì nó đẻ. Hai đứa đẻ sinh đôi trong một căn nhà một nhà giàu quyền thế. Mà một đứa nó lạc. Còn thằng sướng thằng khổ quá trời má. Ở cái thằng mà bị thất lạc á. Nó bị khổ á má. Thằng đó bị chín đúng không? Thằng khổ bị chín đúng không? Không biết nữa. Cái thằng này là cái thằng con mà không có lạc á, không có lạc á. Còn cái thằng này lạc nè. Thằng kia thì được đường piano này kia, còn thằng này thì nó thành Long nè. Thành Long thì đi sửa xe này kia. Khổ. À tại sanh đôi cho nên thằng cái nó đang đời cái ông này nó cái tay nó cũng ấy luôn á. Tại sanh đôi á, đứa này nó làm cái kia này nó hai cái tay nó giống cái đàn. Hay à. À vậy là Thành Long đóng hai vai. Tại vì giống nhau á. Đó, hai vai luôn á. Ông đánh đóng một vai giàu với một vai nghèo mà. Hay ghê ha. Chút nữa mình coi. Chút nữa mình coi lại mà ha. Đang coi nửa chừng. Rồi mới chảy cái này ra. Bắt đầu chương trình cooking show của Kim Khanh. Ủa, đang nấu cái nồi gì ở trên bếp vậy chị Khanh? Luộc bún. Luộc bún thì không thành vấn đề. Bây giờ mình bắt đầu mình nấu nó món gì? Bắt đầu bữa nay mình sẽ cho ăn lẩu. Chị sợ lẩu ăn. Lẩu cám ăn à? Cam My đang làm gì đây? Đang bún. My đang là luộc bún. Cái gì con? Số mấy? Chắc quảng cáo á. Đang nấu nồi nước sôi luộc bún. Còn cái ti làm gì đây? Làm rau. Lạc rau. Rửa rau. Lạc rau. Đổi chương trình rồi không làm bếp đó nữa, làm bếp này luôn. Ủa? Chiên cá. Tưởng luôn lần. Bây giờ bắt đầu làm gì chị Thanh? Chiên cá hả? Bữa nay mình cho ăn gì? Mình cho ăn lẩu măng. Lẩu măng chua. Măng ở trong tủ đó nha hai em. Để em rửa. Cái đó là cái gì chị Khanh? Cái này là tỏi. Tỏi mà sao trong hũ vậy? My ơi, My. Dạ. Kiếm một bữa thông dịch. Tỏi sao bỏ trong hũ vậy? Tỏi bỏ trong hũ My ơi, My. Không biết được trả lời My ơi. Chị Phi rồi. Phi đâu? Tỏi thì hồi xưa có Phi mà thì trong hũ. Tỏi xay. Tỏi xay bỏ trong hũ hả? Mà sao có nước nước hả chồng? Dầu gì đó thì bỏ được khỏi nó bị hư. Bây giờ chiên cá. Chiên cá để nấu lẩu măng chua. Giống như chiên sơ để cho nó khỏi nát ra đúng không? Nó ngon, nó thơm. Chiên hết luôn, đóng luôn đó không? Chị nhỏ lửa không chị? Đóng luôn. Em lấy cái tô thì nát ra nha. Bữa nay là cho ăn hết luôn, cho ăn cá đã luôn. Cá 7 món. Chị làm hết trong lẩu đó nha My. Hả? Rồi ăn sao hết? Lẩu đi nước ngọt. Nhiều quá luôn. Đúng rồi, chưa là 2 con kia lại. 2 con kia lại thôi. Hết mà, ăn cả cá luôn mà. Vừa ăn cho nó tốt. Rồi, để đi từ từ. Bước tiếp theo là cái gì? Xào cà chua, xào thơm. Cà chua với thơm. Rồi xào cà chua kẹo. Ê lấy măng ra mấy người. Tại vì mà khi mà mình chiên vậy cá nó không bị nát nữa.
ngon hơn nhiều, nó thơm. Còn nhiều khi làm biến không có chiên, chị thì không thích, thích chiên. Bữa nào em nấu cho chị ăn. Bữa nào biết. Ủa là cá này chị ướp cái gì vậy nói nghe? Muối không? Muối không hả? Ngoài không có gì hết hả? Chỉ cần muối thôi hả? Rồi, cá đã nướng sơ rồi nha. Chiên. Chị ra đây chiên sơ rồi nha. Nướng cái gì nướng. Rồi, bây giờ chị đang đợi chị My làm cà chua. Cà chua. Thế thì cà My đang cắt cà chua. Đúng rồi, đúng rồi chị. Hôm nay có ba đầu bếp luôn. Kitty thì đang hai đầu bếp thôi, em là thợ phụ đó. Thợ phụ Kitty cắt đậu bắp với lại bạch hà. Cái gì vậy hồ chị Khánh à? Trời ơi trời. Đây sắc xéo đẹp nha, sắc xấu là uống không ăn á. Bà ngoại thì đang coi phim Thành Long. Có một cái rất là đặc biệt làm xấu là không ăn. Ba không biết, ba đi em đâu mà đặc biệt không biết làm đẹp. Để qua thăm ngoại cái ơi. Khi nào cháu bỏ miệng chắc ăn. Sao rồi má? Phim sao rồi má? Cái thằng nghèo quá thì ta đang rượt nó hả? Hai thằng đi nhau luôn. Ủa? Hai thằng đi đâu phải, thằng này thằng nhà giàu nè. Thằng này nhân giàu nè. Thằng kia đi chung thằng này không? Ủa, thằng này không có thằng này. Thằng kia nó đang lấy tàu, thằng này nó cũng giật giật luôn nè, má thấy không? Ê, chờ nó đang lấy tàu này cũng giật giật luôn. Sinh đôi á, nó vậy á má. Sao kỳ quá ha. Đó, thằng này nó vòng vòng, thằng kia nó cũng vòng vòng luôn. Thiệt không ta hay là phim hài? Ủa sao kỳ á. Ôi trời ơi. Sao kỳ vậy? Ủa thế má kỳ má, chắc thằng này nó bị cái gì mà thằng kia nó cũng bị theo hả má. À bây giờ cái này là chị Khanh đang xào cà chua đó là cái gì? Muối hả? Trời ơi, phim ta hấp dẫn quá trời luôn. Hả? Trời coi, thử coi đi. Tôi đâu có cần này đâu. Má đang coi phim hấp dẫn hết rồi. Để cho má ăn trôi đi. Má hưởng thụ. Hay là cơm mi đang cắt thơm. Bỏ vô xào luôn chung hả? Wow. Xào thơm với lại cà chua xong bỏ nước vô. Bỏ nước vô. Rồi nêm nếm. Nêm nếm. Bỏ cá vô. Bỏ cá vô. Bỏ cá vô chưa? Chưa không cá kìa. Cá chút nữa mình bỏ măng vô lẩu. Bỏ măng, bỏ cà chua, bỏ thơm. Vậy chị nêm gì? Nêm muối, nước mắm, đường. Muối, nước mắm, đường. Đúng. Nêm với lại nước, với lại me nếu được chị vừa ăn thì mình thôi. Me nữa, ok. Không có nào chị nấu chị ăn. Đây. Cá. Rồi ra coi phim tiếp. Ồ, trời ơi, coi nè. Nè, coi phim với má. Mà mình ăn á, mà mình muốn làm kiểu mà mình ăn lẩu như vậy để lẩu lên cái lò này đó. Thì cái này á, mình đừng có cho nó quá, mình cho nó sôi một lần thôi rồi mình tắt lửa. Mình bỏ rồi cho nó sôi tiếp. Rau, cải kia, nêm cho vừa ăn là được rồi, gà mới bỏ vô. Ok. Trời ơi, cái ti nè, cái ti làm bụng uống cục cục. Đẹp, làm măng, làm rau mới đẹp không? Trời ơi, giỏi quá. Quá lấy chồng được rồi, cái ti giỏi chưa nè. Cái nó đi học rồi. Đi học rồi kìa. Có làm cho cô ăn liền không? Nó không kịp, nó phải đi học rồi. Bye con. Đây.
Trời ơi, hấp dẫn quá. Kỳ quá. Chuyện gì? Đói nó thèm. Nó tức. Nó không được ăn, nó đi đi học nó tức. Kỳ quá. À, hấp dẫn không mong ạ? Xong. Hấp dẫn quá. Còn hai cái ớt thêm nữa. Không, ớt bình thường nhưng mà đâu ta. Không, mình sắc ớt bỏ vô cái chén, ai muốn ăn cay thì bỏ vô. Làm rồi kia. Cài giấm nha. Nè. Cài giấm nó đúng được đâu. Thôi đừng bỏ lên. Để riêng ớt riêng nữa, coi ai muốn ăn thì bỏ thêm. Dạ. Đứng lại rồi, tại má đi á, phải đứng lại để má đợi má vòng lại má coi. Thôi ăn đi chút xíu con má coi má. Giờ đang hấp dẫn mà con lo lu bu này coi không được. Tức. Chút nữa không? Ờ, nguyên đám mình ngồi coi vui lắm. Trời ơi, cái tin nè. Cắt trái cây đẹp chưa? Cái ti cái gì cái xoài xinh xắc cho chồng xoài chứ đừng mình cắt đừng để em bỏ vô tủ lạnh cho nó lạnh. Ở trái cây cái ti cắt đó nha. Mà Tám nãy giờ không làm gì hết á nghe các bạn. Mà Tám không làm gì hết trơn á. Má nãy giờ con không có làm gì hết trơn nha má. Còn gì nữa con thử nghe. Con bận quay phim. Có bao giờ con làm đâu mà con khoe. Con làm thì lấy ai quay phim cho mọi người coi đúng không má? Trời ơi đúng không má? Đúng rồi. Trời ơi má ơi cái áo mình nó dữ vậy má. Nói chứ bây giờ em làm ai quay phim? Lẽ chị quay đâu được đâu. Sao? Em nhiệm vụ quay phim chứ. Nếu mà em không quay thì đâu có clip để đâu coi. Đúng vậy. Nên là em phải quay phim. Bắt buộc. Bắt buộc em phải quay phim. Rồi bây giờ đã xong rồi nha. Khi nào ăn là bỏ lửa đó. Rồi mời. Chín mời. 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 Đánh nhau. Đánh nhau. Kỳ cục quá. Anh kỳ quá. Vì sao? Đánh nhau. Đánh. Ngu quá quậy không ai. Kỳ cục quá đi. Đang có tim á. Luôn. Lần cuối cùng nha, không có được hù gì khăn nữa chưa? Để chị kỹ thương hù. Chị phải la không chứ? Đâu có hù nhiều đâu la. Không có hù nhiều hả? Ừ. Vậy thôi hù tiếp đi. Hù tiếp nha. Để lấy thêm bình ga sẵn nha. Anh không có được hù má, nói rồi nha chưa? Má. Tối ngày hù. Mày chưa xôi. Cái ti vô ngồi đi cái ti. Làm gì á? À để dành cho két hả? Trời ơi cái này ngon lắm nè, con khoái ăn bạc hà lắm á. Đột ra xong rồi băm miệng nấu canh. Rồi, đã ăn xong. Em xong rồi. Em xong rồi. Má ăn không? Má ăn còn hết rồi kìa, má còn cá quá chừng kìa. Hết rồi. Để thêm mi ăn cho rượu đi mi ơi. Ngon quá trời ngon. Không chị đừng quá. Ừ. Rồi. Đây anh ăn ngon không? Không. Ngon. Ăn ổng ăn hai tô luôn á. Tôi để ý thấy nè. Hai tô bự luôn. Còn ăn đúng cái tin nó ngồi nó thở kìa. Không ngon. Ăn hai tô rượu. Hết luôn nè. Ăn quá trời. Mì sạch bách. Mì còn cái mì. Rồi cá rồi coi như là còn xíu nhiều. Nè còn ăn đi. Hết rồi ngưng rồi. Một đống cá sạch nhất thì còn gì nữa. À, ngưng rồi. Má, cho má cục cá. Ngoại không ăn rồi để chị. Má đừng ăn nước mắm nha má. Ăn hết buổi rồi mà. Ăn gần hết rồi kêu nãy giờ má đâu ăn nước mắm đâu. Má ăn nước mắm Phi nó giòn nó mất công nó la má. Nãy giờ đâu quay má ăn nước mắm đâu, ai đâu ai biết má ăn nước mắm. Má chứ nãy giờ má không ăn miếng nước mắm nào đâu. Đâu mà ăn nước tương nè. Nè nước tương, đúng rồi. Má cũng đâu có ăn nước tương đâu. Má đâu có ăn nước mắm đâu. Má chấm cái gì ăn quán thôi. Phải đứng đây em tưởng ngoài đứng đây là anh gì? Chấm miếng nước mắm. Ủa cái cây cái ti cắt đẹp lắm mà. Quang. Ăn cái bên ngoài nè. Két ấy, để nó đem đi học á. Trời ơi, nó mua nữa, nó đem đi học á. Ủa, nó phải đem đi học không? Đó Quỳnh Quang ăn mà. Ủa vậy hả? Cái này ai mua? Hả? Cái nó để đâu lấy đi đó. Không, cái đó là anh ăn của anh. Ủa vậy hả? Ba con bé cái đâu? Ai mua? Bé chết, anh mua mà, anh mua cho con két nữa. Nè, cái này ngon. Rồi, trái cây đã ra.
đưa cái ti đi chị cái tờ cái đó chị bé. No chưa má? Ngon má. Ngon. Đây là người rửa chén hôm nay. Người rửa chén hôm nay xuất sắc trong vai tỳ nữ, xuất sắc trong vai rửa chén. Đây là hai tỳ nữ đang ăn cái cây nhăn mặt. Ngọt không vậy Khanh? Ngọt trời. Chị nói ngọt đi chị Khanh, ngọt lắm. Chị Khanh ngọt trời mà. Ngọt đối với hơn nhưng mà đối với chị nó ngọt hơn nữa. Chị để lúc đi còn ngọt hết. Không em chị muốn ngọt hơn. Một con người không thể biết được mùi chua chát của cuộc sống. Từ nhỏ tới lớn đều trải được hoa gấm. Lớn lên giàu có, cưới chồng giàu có. Và sang trọng quá cho nên không hiểu được chua nặng đắng là như thế nào. Chỉ biết ngọt thôi. Chết cha. Cuộc đời em không thích chua chát. Thôi mở phim cho má coi tiếp nè. Mở phim cho má coi. Coi phim tiếp nha. Ừ kìa. Mở phim cho má coi tiếp. Đang hấp dẫn quá trời luôn. Gì mà? Giờ đi bộ về coi tiếp hả? Thôi được rồi. Chút về coi tiếp. Đang coi phim nửa chừng. Kitty về. Chào tạm biệt Kitty rồi. Bye Kitty. Về cẩn thận nha. Ở ngoài nóng ngoài ơi. Phải ra sân nắng ha. Đúng rồi, đi ra sân thủ. Ồ, không có lạnh thôi. Nóng lắm ngoài ơi. Nóng lắm. Ở có ngày mà đem một đống đồ vậy hả? Trời đất ơi. Vậy mà cái đó, tao nói mày gọi xin nghỉ nhà má chứ chịu. Bye cấp tay. Cẩn thận chết tay. Bông tai của ai rớt nè. Đâu? Nè. Không biết. Mày của ai vậy? Mày két hả? Không biết phải có két không nữa. Không biết. Mày cất đi, cất cái két đi. Để đây nè. Rồi, bye bye. See you again. Đây. Đi bộ nha. Đi ngõ đó hả má? Má đi ngõ này đi. Hồi sáng mình đi ngõ kia rồi. Không, đi ngõ sau nè. Ủa đi ngõ sau à? Mày cho má leo dốc lên đây hả? Mày đi ngõ sau đi đẹp nè. Đi đó cơ. Học ra luôn được không? Ngõ sau nào? Ngõ sau này hồi sáng má tính đi nè má. Ừ, đi luôn. Thôi đi ngõ đó đi, đi ngược lên đi. Đi thử ha. Đi ngõ đó đi. Nhưng mà sợ nó không có đường đi á. Sao? Đi. Nó đâu có đường đất này đâu. Đường đất chứ không có đường này. Đường đất á. Đường đất chứ không phải có đường này ha. Có đường này á. Ghê. Có đường này đâu. Ờ, đâu có đường này đâu. Đi. Đi luôn đường sau này có. Đi. Thử đi. Đi xong ngồi bít đường đi quay ngược lại. Khu sau đó. Ừ, hoàng hôn kìa. Hoàng hôn đẹp chưa? Nó. Mình phải lên trên này mình chiếu xuống thì nó tới. Mình đi sớm một chút xíu là mình quay được cái này thôi. Đẹp ghê đó. Ừ. Cái thay ô đẹp quá. Ừ. Đẹp quá. Lại khắp cho sao này cũng đẹp dữ ta. Ừ. Đẹp quá. Đó nè, có đường. Ủa, có chút xíu đường đây à. Nè, nè, nó đó, quay lại. Nè, hoàng hôn à. Lên trên này chút xíu quay lại. Wow, hoàng hôn đẹp quá. Mười mấy hai chục ngàn đó thôi hả? Cái gì? Cái này nè. Cái này mắc. Cái tường thấy không? Thấy không? Làm tường mắc tường á. Ừ. Ngồi đó rồi. Đẹp ghê ha. Ở nhà của chị Khanh nè. Hello. 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 Ừ. Lên đi nè. Đi lên nữa. Đi. Không, ngày rắn ra. Chừng rắn. Chị Khanh nó có chừng rắn. Người ta làm cái bao vô nè. Thấy không? Ừ.
làm cỏ giả. Cái này mà nhà chị Khanh nhìn xuống nè má. Ừ. Nhìn xuống thấy nè, má nhớ không? Ngày hôm qua con má đi thấy đó. À quên, nhìn xuống thấy á. Đẹp quá, có cái xích đu rồi má. Má tưởng cái xích đu nhà mình nên định đó, đu bị xích đu. Định xuống ngồi đu. Nhà này nhà kế bên chị Khanh nè. Này nó làm cái rau nhựa nè, nhựa trắng. Nhà này đang sửa nè má. Ừ. Cái cửa nó nhỏ hơn chị Khánh nè, thấy không? Ừ. Cửa chị Khánh làm gấp đôi nè, thấy không? Ừ. Đúng. Nhưng mà sao nó làm nhiều màu á. Màu nâu đậm, màu kem, thấy không? Ừ. Cùng mọi người nó thích mọi màu. Ừ. Nhưng mà nó chỉ cho trong vòng có một vài màu thôi. Ừ. Nhiều vậy ha. Làm cái ấm nước thì tình lắm đây. Để ngoài nó còn mưa ha. Ở đây ít mưa. Đây cái gì vậy ta? Cái lưới gì vậy? Chơi bánh. Chơi bánh. Không tham quan nhà hàng xóm của chị Khanh. Phía sau trồng bông hồng đẹp cho nó ra. Ừ. Này. Này chắc không thấy ở lâu rồi. Đúng rồi, này ở lâu rồi nè. Cái nắng nó không thể ở lâu. Này là sưởi nè. Này nó cứ gạch này lúc thường. Ừ. Nó gạch như đẹp. Nó chưa trầm cái gì hết. Không, không có trầm cái gì hết. Ừ, chưa trầm cái gì hết. Ngồi để ăn nè ha, nướng nè. Đồ đã nướng nè, ăn rửa nè ha. Trời ơi, đây có nguyên cái bộ bàn ghế nè má. Ừ. Ở đây, tới đây là hết rồi. Giờ sao leo? Đi xuống lại. Má leo nổi lui không? Lui lại. Lui lại. Má lên nổi không? Lui lại thôi, má công té. Thở kéo lên, tôi đẩy đi. Thôi, má kêu thôi kìa. Không được đâu. Không được đâu. Con chó đứng nó nhìn kìa. Chết mẹ không nói. Hết hồn, hết vía. Thôi đi má ơi. Đi vòng lại. Hết hồn. Ui. Sợ đi kìa, không có nó ra đâu được. It's okay. Sorry, sorry. Nãy sao sao. Ghê quá. Ủa, hai con chó bự tụi bố luôn á. Ghê thiệt á. Sao tại vì nó mà nó đóng cửa. Ai vô ăn trộm nó mà sẽ cắn chết. Ừ. Ghê quá. Nó sủa mồi. Ừ. Đó, hai con này sửa theo. Lát mình đi ngược lên trên kia em á. Ừ. Đây, bây giờ mình quay bên này. Nè, cái mấy cái nhà này là tầng cao hơn á mày. Ừ. Đi đường khác vô. Ừ. Trời ơi, bảy chuột, có con chuột kìa. Trời ơi, có con chuột không có bảy. Chưa, nó còn sống á mi. Kìa, nó mở mắt kìa. Đó. Ghê quá, mà chuột kỳ quá hả. Nhà nào cũng có chó hết má. Ở đây cũng có con chó nè. Rồi nó đứng lên luôn kìa. Má với con. Má với con với mi đi phá làng phá xóm. Đi cổng sau. Đu 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 đu. Con làm cái này chịu đạt thế. Ừ. Xuống lên xuống lên xuống. Chứ không có làm bằng nhau nữa. Dạ. Học tại cái núi á má. Ừ. Đây chị Khanh có cái số lá nè. Ủa phải nhà chị Khanh. Thấy nè. Cái số lá nè. Ờ đúng rồi, chị Khanh có sô la. Vậy hả, không biết.
Ngồi nhà chị Khanh có solar. Để điện ngày nay kiếm cái gì. Ôi má đá bành. Trời ơi má đá bành này trời. Đừng chợt cái má. Dịnh dịnh má đi. Ấy. Mi chạy chạy sao trợt cái té. Trời ơi chó đâu mà quá trời. Chó nhiều ấy. Chó ngày nào không có chó ha. Hello. Bắt đầu lạnh lạnh rồi đó. Nè hoàng hôn nè. Má đứng đây chụp hình không? Thấy rồi. Mai đi. Chiều mai phải ra sớm chút xíu. Hả má? Bây giờ má cắt mặt trời. À, cắt mặt trời đó hoàng hôn đó. Rồi đi ngõ nào má? Má có muốn lên đó không? Nó đi rừng nào? Đi ngoài đi. Lạnh không My? Trời ơi không lạnh luôn. Đẩy máy mà lạnh. Đi rừng này mới thấy nhà nhiều nè. Bên rừng kia không thấy nhà đó. Ừ. Giờ đi từ từ luôn mà. Tại vì dốc á. Ở đây không có tuyết. Không có tuyết mà dốc kiểu này sáng tuột tuốt. Mọi người nha, mọi nha, mọi cái màu khác nhau ha. Vô đây đi, về đi. Anh xiên quá ha, làm cái ốc đỏ nè. Trời ơi, quá trời cây luôn. À, trồng hả? Cây má đưa đây, chị anh trồng đó. Kìa, cây má gần cái cửa ra vô má. À, cái này nó phải cắt nè, đúng không? Nó bò đầy á, cái này giả thì không biết. Giả? Dạ. Giả luôn. Cỏ giả. Chắc cỏ thiệt có sống nổ. Ừ. Vậy cỏ giả. Cái này đẹp quá ha. Màu đỏ kìa. Cái gì vậy má? Giống như sen đá luôn hả? Ừ. Nó bự vậy á hả? Giống như sen đá luôn đó. Màu đỏ đẹp thế. Ừ. Đẹp ghê luôn á. Ừ. Ủa, ngồi cái đá này không? Thiệt không đâu, dạ đó. Thiệt chứ. Thiệt chứ, dạ đâu. Má tưởng giả hả? Tưởng giả. Đi lên thì làm sao bước xuống khỏe hơn. Lên thì hơi mệt. Xuống thì mệt. Mệt thì đi xuống á. Mỏi chân. Lên chút rồi xuống. Lên thì mỏi chân ha. Ừ. Chút xuống rồi ơi. Màu đỏ đẹp thế. Mua cái sen đá đỏ về nhà mình trồng đi má. Thôi thấy bán đâu. Vậy hả? Thôi má mấy gì. Mấy gì mi đi đâu thấy đẹp, đâu. Này đẹp kê chưa. Ủa lên cái bông nó kìa. Ừ. Bông đứng rồi đó kìa. Ồ bông cao má. Ừ. Lâu lắm em mới lên nhiều lắm. Ừ. Cái này lên bông luôn này thôi. Đúng rồi. Có bông quá. Luôn ha. Ừ. Mà ra mình đi mua không thấy anh ấy à. Cái này nó thiếu mà. Nó có bán bự vậy đó. Nó có bự mà không có cái màu này nữa. Ừ, cái này lạ quá ha. Để quay để cho chị Thanh chị coi thử cái này bán ở đâu. Nè, cái này má thích cái này nè. Ừ. Ở nhà bên kia cũng có cái sen đó đó mà. Má. Khi nó cũng có cây sen đá nó có bông lên cao rồi má. Ừ. Nè. Thấy không?
tốt bằng hồi nãy rồi nó. Ừ. Cái bông nó cũng khác mà. Hồi này đỏ, bông kia màu trắng. Này chắc nó héo rồi. Đúng rồi, chắc nó héo nó rồi. Bây giờ này lấy cà đóng đây nè. Ừ. Mấy cái nhà gần đây ăn quá ha. Ủa đây quá trời luôn má. Ừ. Nhảy tùm lum. Để ha. Trời nè, bông màu trắng nè. Ừ. Lên lên chứ nó phải xòe ra. Rồi đi xuống không chưa? Đi xuống chưa má? Xuống. Lên kia xuống ha. Đi bên kia bên này. Bên kia đâu có gì đâu vậy. Đi bên này luôn đi. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Dễ thương chứ mở cửa sổ nha. Nắng ngày mà nghe xe tiếng ào ào á. Ừ hả? Ừ. Đó vậy mà xe to. Mình có cái cây nhỏ xíu, cây này bự á hả? Chắc vừa nào nó bự rộng vậy á. Ừ. Dưới đâu á. Người ta trồng lâu rồi đó. Sao á? Gần như cây cà chua. Nhưng ngày mai đổ nhỏ rác á. Ngày mai đổ rác thì sao người ta đưa đem rác ra nè má. Ngày mai đổ đó. Thứ tư, đây là thứ tư nè. Giống nhà mình luôn ha. Ừ. Mình nhà mình cây. Cũng thứ tư đổ rác. Ừ. Có thì có. Tốt nha. Ừ. Dày thì dày. Đỏ đẹp ha. Đẹp hơn nở ha. Đẹp quá. Nó xếp đều 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 ha. Ừ. Ừ. Đã lâu thì nó mới lên cái mặt bằng cái này không biết. Cái giống nó ở đâu á nha. Ừ. Mình đi đâu có đâu. Ừ. Mình có thì mình mua rồi không có. Mà con để cái này lên thôi. Ừ. Về mình coi phim tiếp coi kết cuộc làm sao nha. Không biết kết cuộc làm sao nữa. Lúc này là hai đứa nó đâu có chưa biết nó hai đứa anh em á mà. Ừ, chưa biết. Có biết đâu. Nhưng mà tự nhiên thấy giống nhau nhìn biết. Nhưng nó thương yêu nhau thôi, tự nhiên nó thương yêu nhau thôi nhưng mà nó đâu biết nó hai anh em. Ừ. Chắc sau này mới biết ha. Ai nói cho nó biết người ta sao cứng lại xong rồi người ta đổ đá vô. Ừ. Ủa chứ sao ba má nó không kể hồi xưa mày có sinh đôi mà bị lạc đứa ha. Ba má nó nhiều khi chết rồi chết sao rồi. Sao chết được. Ừ. Chết mà trước khi chết cũng phải kể chứ ha, phải đi tìm chứ sao không tìm ta. Chết chưa ba má chết chưa chưa biết giờ về mới coi mới biết nè. Thôi vô nhà coi phim. Ha? Ừ. Quá trời luôn. Có cây sứ rồi má, cây bông sứ rồi thấy không? Ừ. Thấy cây bông sứ không? Ừ. Nhỏ xíu à. Nhưng nào nó lên bự. Nè của má kìa, hai cái chậu của má kìa. Cái này có bông rồi nè. Cái này có rồi. Để vô nhà. Ông Quang đang câu cái gì nữa đó. Máy gì mà kêu to dữ vậy? Máy quê đó. Ai cho anh vậy? Em cho. Thôi không đem đi luôn rồi má. Ừ. Cái máy con cho ổng không đem đi luôn rồi. Đem theo ổng nghe kìa. Hồi nãy em đi dạo hàng xóm anh. Quá trời chó luôn anh. Sủa quá trời sủa luôn. Rồi anh mở TV cho má coi phim tiếp đi. Đang coi hấp dẫn nè. Coi phim tiếp nha má. Coi phim xong đi ngủ má ha. Cởi áo ra luôn. Nóng rồi. Coi tiếp, coi tiếp, coi tiếp, coi tiếp. Có uống thuốc chưa? Uống rồi. Đo thân xong chưa? Chưa. Trước khi ngủ đo ha. Rồi, có phân tiếp nè. Xong. Hay không má? Hay không? Cái cha mẹ nó nói vui rồi.
Cha mẹ nó không nói ai đứa sinh đôi ha. Trời kỳ ghê. Giờ má đau tăng xong đi ngủ má ha. 133 quá good rồi thôi. Ngoại là như họ ở đồ núi ngoài. Lên ngủ má nha. Ủa chưa ngủ hả? Thôi con má qua ngồi coi tin tức với ông Quang đi nha. Coi tin tức một chút để lên ngủ ha. Còn sớm mà. Rồi trưa ngủ quá trời rồi. Khoảng 9 giờ đi lên ngủ. Thôi coi đây cho vui nè. Nó phạm tội trong hoàn cảnh nào, rồi trong lúc đó có cái chuyện gì xảy ra. Chứ thật sự nếu nó phạm một tội mà nó không biết thì làm sao mà chúng ta trừng phạt một cách vô lý được. Thiên Chúa cũng vậy, Ngài không thể trừng phạt con đang người coi cha khi có người không biết. Mà cũng chính điều này to the rainbow.